Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng đang làm những việc mới ở trong hội thánh chúng ta. Mục sư Stephen Francis ông nói rằng hội thánh chúng ta đang trong thời kỳ giống như là con chim ưng 40 ngày, nó rỉa lông nó ra và nó tự nó rỉa hết vỏ lông của nó, cài mỏ của nó, mài dũa hốc của nó để nó bắt đầu bước vào thời kỳ mới. Và Chúa cho chúng ta biết rằng hội thánh chúng ta đang chuẩn bị cho một thời kỳ mới. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện Chúa và các Chúa chúng ta. Tôi đi ở bên Mỹ nhưng ở nhà thấy Chúa thăm viếng một thánh, thăm viếng anh thanh thiếu niên. We are so blessed because of that. Thank you so much. Tôi muốn nói chúng ta hôm nay đó là cái phong tục của hội thánh. And the culture of the church. We want to set the culture for our church. Và tôi nghĩ rằng cái culture rất là quan trọng, cái văn hóa rất là quan trọng. Bây giờ văn hóa nó sẽ quyết định cái cuộc sống của chúng ta như thế nào. Chúng ta không, nếu chúng ta không tạo nên văn hóa thì chúng ta đã có văn hóa rồi. Văn hóa hay là culture là một cái điều mà chúng ta, nếu chúng ta không để ý thì nó sẽ quyết định cái số phận của chúng ta trong tương lai. Nếu chúng ta quyết định là mình không học bài, không siêng năng học, thích đi chơi thì chúng ta đã set cái culture cho chúng mình, chúng ta sẽ cuộc đời chúng ta sẽ thất bại. Nhưng nếu chúng ta siêng năng học thì chúng ta siêng năng học thì chúng ta đã tạo nên cái cuộc đời của một người siêng năng để dẫn đến sự thành công. Và do đó đây là cái culture bên ngoài nó cần có điều này, và chúng ta cũng cần có cái culture này nữa trong đời sống của chúng ta. Trước khi chúng ta tin Chúa, tôi các em trẻ đây tôi muốn có thể thảo dịch từ một sư thảo dịch từ một sư các em tôi lên đây dịch ra. Các em ở đây tôi muốn các em nghe tiếp theo đây. So thank you. I want you to know that culture is very important for our lives. Tôi muốn nói là văn hóa rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Every family we need a culture. Mỗi gia đình đều có một cái văn hóa riêng. And if you set your culture in your family right, you have the right family. Nếu chúng ta có một cái văn hóa đúng trong nhà của chúng ta thì đời sống chúng ta cũng sẽ tốt hơn. If your culture is just enjoy life, eating, drinking, and party, then you set up for your children eating, drinking, and do everything crazy. Và nếu như gia đình của chúng ta chỉ chăm chú vào ăn uống nhậu nhẹt hay là thú vui riêng của mình thì con cái của mình nó cũng sẽ bắt chước giống như vậy. If we discipline ourselves and live a life with honor, with integrity, we set a good culture for our family. Và nếu chúng ta là những người mà sống đời sống có kỷ luật cũng như là sống đúng thì đó là một cái văn hóa mà chúng ta sẽ để lại cho con cái nó noi theo. Our culture determines our future and our destiny. Văn hóa mà của chúng ta sẽ hướng chúng ta vào cái tương lai và thiên mệnh của chúng ta trong cho con cái chúng ta. So culture is an idea and your habit and the way you think. Và văn hóa đó là những cái idea, những cái ý tưởng and the way that you live your life. Và cái nếp sống mỗi ngày chúng ta sống. And there is a world culture and the biblical culture. Có một cái văn hóa của thế giới này và cái văn hóa nữa là của Kinh Thánh. Now, before we believe in Jesus, the Bible said we belong to the darkness, belong to the kingdom of Satan. Và trước khi chúng ta tin Chúa thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta thuộc về thế giới tối tăm. Jesus died on the cross and paid for our sin. When we believe in Him, we belong to the kingdom of God. Và khi Chúa Giêsu đã gánh hết tất cả tội lỗi của chúng ta, mà khi chúng ta tiếp nhận Ngài, thì chúng ta thuộc về trong vương quốc của thiên đàng. But Jesus went when he was on earth, he went about and he preached about the kingdom of God.
Và khi Chúa Giêsu ở thế gian này thì Ngài giảng dạy về vương quốc của thiên đàng. And Jesus said in John chapter 3 verse 5 that if you you are if you don't believe you cannot enter the kingdom of God. Và trong câu 3 câu 5 Đức Chúa Giêsu đáp: Thật ta bảo thật ngươi, nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh cũng như không tin vào nước Đức Chúa Trời thì chúng ta không được bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. And Jesus delivered us from the kingdom of darkness and transferred us to the kingdom of light. Và Chúa Giêsu giải phóng chúng ta từ nơi vương quốc tối tăm bước vào vương quốc sáng láng. This kingdom, you are the priest and you are the king of this kingdom. Và chúng ta là những thầy tế lễ cũng như là những vị vua của vương quốc Chúa. So through our lives we display the glory of God, display the goodness of God to the world. Và qua đời sống của chúng ta biểu hiện vương quốc của Chúa hay là đời sống của Chúa cũng như cho thế giới đều thấy được. We were in Vietnam, there's a culture in Vietnam. Nếu chúng ta sống ở Việt Nam thì có cái văn hóa của Việt Nam. We follow that culture. Chúng ta noi theo cái văn hóa đó. But when we believe in Jesus. Nhưng mà khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, we belong to the kingdom of God. Chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. So we follow the way of God's kingdom. Chúng ta sẽ đi theo cái sự dẫn dắt của vương quốc Đức Chúa Trời. Therefore, we need to learn how the kingdom of God in action. Cho nên chúng ta phải học làm cách nào để mà sống đời sống cũng như của những người thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời. Now, kingdom of God is the kingdom of unshakable. Vương quốc Đức Chúa Trời không có bị rúng động. That's why Jesus said, you know, do not worry about your tomorrow. Cho nên Kinh Thánh nói rằng đừng bao giờ có lo lắng về ngày mai. Because your Father will take care of your need. Bởi vì Cha sẽ cung cấp tất cả những nhu cầu cho con ngã cái này. That means when you belong to the kingdom of God, God is the king. He will take care of everything of your life. Và nếu chúng ta là con cái của Ngài, Ngài là vua thì Ngài là đấng sẽ cung cấp tất cả những nhu cầu trong đời sống của chúng ta. In this kingdom, you are transformed from the old life to the new life. Và trong vương quốc này chúng ta được biến đổi từ một cái đời sống cũ trở nên một đời sống mới. That's why those who are in Christ Jesus is they are new creation. Và khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta lại trở nên một tạo vật mới trong Ngài. And the old things pass away, the old the new things begin. Tất cả những sự cũ qua đi mà một sự mới sẽ đến. And this kingdom is not just word, not just a religion, not just word, but a power. Và vương quốc của Chúa không phải là bởi lời nói hay là những gì mà bình thường, nhưng mà nó là quyền năng. By the Holy Spirit and faith. Bởi Đức Thánh Linh và đức tin của chúng ta. So the kingdom of God is a new culture. When you believe in Jesus, we have to believe this kingdom and you live according to this kingdom. Và khi chúng ta tin Chúa thì vương quốc của Đức Chúa Trời đó là chúng ta phải tin vào những gì của nước trời. And it set a new culture in our lives. Và Ngài là một cái văn hóa mới trong đời sống của chúng ta. Okay, to live in this kingdom, you live a life of supernatural. Và khi chúng ta sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta sống đời sống siêu nhiên. Because God created us as a spirit, so we are spirit. Bởi vì Ngài tạo dựng chúng ta bằng thần linh thì chúng ta sống bởi thánh linh. And so the first thing you need to acknowledge, the first thing you need to put and set before your life in this culture is put God first. Và cái điều đầu tiên mà chúng ta phải đặt để trong đời sống, cái văn hóa đầu tiên đó là chúng ta phải đặt Chúa ưu tiên hàng đầu. God is the king and we put him first. Chúa là vua cho nên chúng ta đặt Ngài trên hết. Because when we put him first, everything else will be settled. Khi chúng ta đặt Ngài ưu tiên hàng đầu thì tất cả mọi việc sẽ được suôn sẻ. The Bible says God is the beginning and the end. There is no other God besides him. Chúa là Chúa ban đầu cũng như cuối cùng, không có một thần nào ngoài Ngài cả. And God is able to give you life and abundance life, and he's able to put you in health. Và Chúa cũng là đấng có quyền ban cho chúng ta đời sống còn mà vĩnh phúc và đời sống dư dật, nhưng mà đồng thời Ngài cũng có thể để bỏ chúng ta vào quả ngục. That means our lives depends on God. Nói cách khác là đời sống của chúng ta
dựa vào Chúa. If we put our lives in the hands of the Almighty God, the Creator, that's great. Nếu chúng ta đặt đời sống chúng ta vào bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời đã tạo dựng lên trời và đất, đó là một điều tốt. Whatever happens in your life, because God, you put God first, so He will take care of everything in your life. Nếu đời sống chúng ta đặt Chúa ưu tiên hàng đầu, thì Ngài sẽ sắp xếp mọi điều trong đời sống của mình. That's why Jesus said the greatest commandment is to put God first, love God all your heart, all your mind, all your soul, all your strength. Và Chúa Giêsu nói rằng chúng ta đặt Chúa đặt tiên hết trong đời sống của mình với thờ phượng Ngài bằng cả tâm linh, ý chí cũng như là thể xác và sức lực của chúng ta. So when we put God first in our lives, okay, He will take care of everything in our lives. Khi chúng ta đặt Chúa ưu tiên hàng đầu trong đời sống của chúng ta, thì Ngài sẽ giải quyết tất cả mọi việc trong đời sống của mình. So, if you are when you come to Australia and you are Australian citizen, khi chúng ta đến nước Úc này và chúng ta trở thành công dân Úc, we belong to this nation. Chúng ta thuộc về đất nước này. If you lost your job, the government will take care of your finances. Nếu chúng ta mất việc làm thì những người chắc quyền cho mà cung cấp cho chúng ta. They help you to get some money for your job. Họ giúp chúng ta một số tiền để chúng ta tìm một việc khác. If you're sick, you have Medicare will pay for your bills. Nếu chúng ta bệnh thì Medicare sẽ trả tiền thuốc men cho chúng ta. If you're old, you receive the pension money. Và nếu chúng ta lớn tuổi thì chúng ta nhận được cái tiền pension, tiền Because Australia is the kingdom that take care of citizens. Và vương quốc của đất nước này chăm sóc những công nhân của nước Úc. In the same way, because we are Christian, we are God's children, we take care of our lives. Cũng giống tương tự như vậy, chúng ta là con cái của Chúa, những người tin tin lành, thì Chúa là đấng sẽ lo lắng về đời sống của chúng ta. That's why Jesus said, first we have to seek the kingdom of God and His righteousness, and He will add us, add more to us, everything else. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng trước hết là tìm kiếm nước của Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho thêm mọi điều cần nữa. So new culture is put God first. Cái văn hóa mới đó là chúng ta đặt Chúa hàng đầu. So when you come to church, you prepare yourself, come and worship God. Cho nên khi chúng ta đến với hội thánh thì cái điều đầu tiên chúng ta phải đặt lòng mình để được thờ phượng Chúa. Concentrate on your worship. Hướng lòng mình trong sự thờ phượng. Prepare your heart when you come to God. Dọn sẵn lòng mình khi mình đến với Chúa. Ask God to take away all the stress, all the burdens away from you, so you can worship God in spirit and truth. Xin Chúa cắt ra khỏi những gánh nặng, sự lo toan của chúng ta để chúng ta có thể thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. So when you worship God, the love of God will fill you and you become more lovable. Và khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta trở nên là những người yêu thương để chúng ta có thể dễ yêu thương hơn. And we can love people even more. Và chúng ta yêu thương người khác nhiều hơn nữa. We have more peace and more joy in our lives. Chúng ta có sự bình an và sự vui mừng trong đời sống của mình. Because you're closer, you're closer to God, the character of God become yours. Và khi chúng ta đến gần với Chúa nhiều hơn, thì những gì của Chúa thuộc về của chúng ta. All His goodness, and we become more like Jesus. Những điều tốt lành của Ngài và chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn. The second culture we need to do for our lives is to put God's word above all other things. Và cái văn hóa thứ hai đó là chúng ta đặt lời Chúa trên hết mọi điều. That's why when you come to Australia, you need to learn about Australian law and all the regulation and the culture in this nation. Và khi chúng ta mà đặt chân đến nước Úc này, chúng ta phải học tất cả những luật lệ và điều luật của đất nước này. In the same way, you need to study the Word of God and put the Word of God above all your thinking and your culture. Và cũng giống tương tự như vậy, khi chúng ta học là con cái của Chúa, thì chúng ta cũng phải đặt lời Chúa trên hết tất cả những như là suy nghĩ hay tất cả những cái văn hóa trí nghiệp của chúng ta. The Word of God will penetrate in your life and take away all your grief, all your disappointment and your fear. Và lời của Chúa có thể xuyên thấu tất cả những sự sợ hãi, sự lo lắng trong đời sống của chúng ta. The Word of God can even change your bad habits and give you a good habit. Và lời Chúa cũng có thể biến đổi chúng ta từ những thói hư tật xấu trở nên những cái thói cái
những điều tốt, giống như là những cái thói quen tốt. The Bible says the word of God is the light unto my feet. Và lời của Chúa cũng nói là lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. So when you put the word of God in your life, wherever you go, the word of God is the light show you where to go. Và khi chúng ta đặt lời Chúa trước thì giống như cần một cái ánh sáng, mà mỗi bước chúng ta đi thì cái ánh sáng nó sẽ gọi cho chúng ta. Because the word is a light unto your feet, so when you see anything that dangerous, you will turn away from that. Và ngọn đèn của Chúa là ngọn đèn cho chân của chúng ta, thì mỗi khi chúng ta bước tới đâu mà thấy sự nguy hiểm thì chúng ta sẽ tránh ra khỏi chỗ đó. So the word of God is not about him but before us. Lời của Chúa không phải là cho chính Ngài, nhưng mà thật là cho tất cả chúng ta. The Bible says in Isaiah 48 verse 17 that God said, I'm Jehovah, I'm teaching you so you can gain benefit. Trong Isaiah 48 nói, ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là đấng dạy dỗ ngươi để ngươi được ích lợi. And show you the way you should go. Và dẫn ngươi vào con đường ngươi phải đi. That's being the word of God will show you what to do correctly and to stay away from anything would harm your life. Và lời của Chúa giúp cho chúng ta làm những điều mà chúng ta cần phải làm và hướng dẫn đời sống của chúng ta bước đi theo Chúa. Jesus said that I am the light of the world, whoever follow me no longer live in the darkness but has life. Và Chúa Giêsu nói chúng ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không còn đi trong tối tăm nhưng mà trong ánh sáng của sự sống. That means the word of God able to change you from darkness and bring you to the light of God. Cho nên lời của Chúa có thể biến đổi chúng ta, đem chúng ta từ tối tăm bước vào nơi ánh sáng của Ngài. And when you have the light of God, you have the life of God. Khi chúng ta có ánh sáng của Chúa thì chúng ta có sự sống của Ngài. That's why Jesus told his disciple, called his disciple, follow me, I will make you to become a fisherman. Và Chúa Giêsu nói với các môn đồ, hãy theo ta và ta khiến các con trở nên là tai đánh lưới người. So when you study the word of God, the word will make you to become a different person. Và khi chúng ta học lời Chúa thì lời của Chúa khiến chúng ta là một con người mới. If you usually have sadness and sorrow, you will transform from a person all grief and sadness and you are a joyful person. Nếu chúng ta trước kia là một người lo lắng, luôn luôn có sự buồn thảm và thì Chúa sẽ khiến chúng ta trở nên là một con người đầy sự bình an và vui mừng. Many years ago, when we were in the Gilwin, there is a man that came to our church. Và năm về trước thì chúng ta còn nhớ lại ở Gilwin thì có một người đàn ông đến với hội thánh chúng ta. And this man is he looked like very sick and he seemed nervous like a shower. Cái người đàn ông này trong xem ông là một người bệnh rất là nặng và hầu hết là hình như là ông không có tắm rửa. And we came and our church had food and they joined us. Và khi ông đến với hội thánh thì ông gia nhập vào hội thánh. And I asked him, what did you do before? Và tôi hỏi ông làm gì trước đó? And he told me he was a professor in UWA University. Ông nói ông là một người dạy chuyên môn ở UWA. His profession is teaching in science and in the chemistry. Và ông dạy chuyên môn về khoa học và như vật lý. And he said after his wife passed away, he lost himself. Và ông nói rằng sau khi vợ mất thì ông bắt đầu mất đi chính mình. And he went through a great depression and even he now is still taking the drugs. Ông bị trầm cảm rất là nặng và ông đang dùng thuốc antidepressant để mà trị cái trầm cảm đó. Notice this, okay, doesn't matter how education you are. Bất kỳ chúng ta học thức như thế nào. When you went through trial and bad things happen to you. Khi chúng ta trải qua những cái biến cố hay là những điều xấu xảy ra trong đời sống của mình. Your education, your knowledge, your experience cannot help you. Sự học thức của chúng ta hay sự khôn ngoan hay là những hiểu biết của chúng ta không thể nào giúp chúng ta trong những vấn đề đó. So when you come to God and put God first, okay, and study the word of God,
these things has no power over your life. Và nếu chúng ta đến với lời Chúa, học lời Chúa và đặt Chúa trước ưu tiên thì những cái điều này nó không còn tẩy trị cho đời sống của chúng ta nữa. So the second culture we need to do is study the word of God. Và văn hóa thứ gì đó là chúng ta phải đặt lời Chúa trước hết. When you come to the Sunday school or Bible study, bring your notes and write out your Bible, mark your Bibles. Khi chúng ta đến buổi nhóm hay là những buổi học thì chúng ta đem Kinh Thánh và cuốn tập để chúng ta ghi chép xuống. And listen and pray to God that this word become mine. Và chúng ta cầu nguyện Chúa những lời này thuộc về con. Take away my fear, oh God. Hãy cắt khỏi con những sự lo lắng. Take away all my disappointment. Những tổn thương. Whatever. Hay là những điều khác nữa. So when you come to the church meeting, you prepare to receive the word of God and take that word to transform your life. Và khi chúng ta đến buổi nhóm thì chúng ta sẽ lấy lời của Chúa để mà lời của Chúa có thể biến đổi đời sống của chúng ta. Pray over the word of God. Lord God, I have worries because I need finance. So pray the word of God. Lord God, today the pastor speak about we should not have worries. Và nếu chúng ta có sự lo lắng về tài chính hay bất kỳ, thì chúng ta cầu nguyện để cái lời giảng của một sự lời của Chúa đó là nói rằng con không cần phải lo gì cả. I give you my worries, my fear unto you. Con dâng lên Chúa những sự lo lắng, sự sợ hãi của con lên cho Ngài. Okay. The third culture we need to have is faith. Và văn hóa thứ ba đó là đức tin. When we put God first, we put our trust in God, we put our trust in the Word of God. Chúng ta trước hết đặt Chúa ưu tiên hàng đầu và đặt đức tin cũng như hy vọng nơi lời của Chúa. Then we have a culture of faith. Thì lúc đó chúng ta sẽ có văn hóa của đức tin. Whatever happened to us, I have no longer fear. Bất kỳ chuyện gì xảy ra trong đời sống của mình thì chúng ta không còn có sự sợ hãi. All the storm of life, I don't have to worry about it. Và những cơn bão trong đời sống, tôi không cần lo lắng nữa. Because I know Jesus is my Emmanuel. Và bởi vì tôi biết rằng Chúa Giêsu là Emmanuel. God is with us. Đức Chúa Trời ở cùng tôi. So we don't live a fearful life like those who outside God. Cho nên chúng ta không có một cái đời sống sợ hãi giống như những người mà không có Chúa. Jesus said in Matthew chapter 6, do not worry and ask yourself what to eat or what to drink or what clothes you wear. Vậy trong Matthew đoạn 6 câu 31, vậy đừng lo lắng mà hỏi rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hay là mặc gì. Because this is what unbelievers do. Bởi vì đây là những điều mà những người ngoại cũng thường làm. And they seek after these things. Và họ tìm kiếm những điều này. And God the Father knows everything that you need. Nhưng mà Chúa Cha biết tất cả nhu cầu của chúng ta. So the gospel that we believe, the gospel we believe is gospel of faith. Và phúc âm mà chúng ta học đó là biết đó là phúc âm của đức tin. And faith from faith to faith. Và đức tin dẫn đến đức tin. So last year you had problem with your anxiety. Nếu năm rồi chúng ta bị về lo lắng như chồng quốc. And this you pray to God and God answer your prayer. Khi chúng ta cầu nguyện và Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng ta. You put your trust in God and He transforms your life. Và chúng ta đặt đức tin lên Ngài và Ngài biến đổi đời sống của chúng ta. This year you might face the same problem. Năm nay có thể chúng ta đối diện với cái năng lực giống vậy có thể lớn hơn. And we know that if God can help me last year, He able to help me this year. Nếu mà Chúa đã giúp tôi trong năm vừa rồi, thì năm nay Chúa cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ. Amen. We go from faith to faith. Chúng ta đi từ đức tin này cho đến đức tin khác. And we become more from strength to strength. Và sức mạnh này đến sức mạnh khác. And from glory to glory. Và vinh hiển đến vinh hiển khác. So Christians, we not go backward, but we go upward. Những người tin lành của chúng ta không phải là đi ngược nhưng mà chúng ta đi tiến tới. Tell the person next to you, you go upward, don't go downward. Nói với người kế bên là đừng có đi, nhưng ta đi đi tiến tới, tiến lên chứ không phải đi ngược. Amen. Okay. Isaiah 43 talk about God told us, do not fear because He's our Redeemer. Và trong Isaiah 43, Chúa Trời nói rằng đừng sợ bởi Ngài đã đấng mà giải cứu chúng ta. He called us by name and we belong to Him.
Ngài gọi chúng ta bằng đức danh của chúng ta và chúng ta thuộc về Ngài. When we go through the water, He's going to be with us. Khi chúng ta vượt qua dòng nước, Ngài ở cùng chúng ta. When we go through the river, and the river never destroys us. Và nếu chúng ta có lội qua sông, thì sông chẳng mà có thể mà nước không không thể cuốn chúng ta đi được. If we go through the fire cannot burn us. Và khi chúng ta qua lửa cũng vậy, lửa sẽ không đốt cháy chúng ta. I didn't have any problem with fire before. Tôi không có gì trở ngại mà của lửa trước đây. But I had many times nearly drowned, and I faced that skills in drought. Nhưng mà tôi có vấn đề là bị chết hụt và có cái sự linh của sự chết hụt trước đây. So when I face these things, all the world can say help. Và khi tôi đối diện với những điều này, điều mà tôi chỉ có nói đó là xin giúp con. And when in the water, I cannot pray a lot because the water went to my mouth. Khi ở dưới nước thì tôi không thể nào cầu nguyện được nhiều, bởi vì khi mở miệng thì nước sẽ tràn vào. I pray my head. Tôi cầu nguyện bởi ta tâm trí của mình. And God rescued. Và Chúa giải cứu tôi. The source is prayer and very powerful prayer. Một cái câu cầu nguyện rất là ngắn và đầy quyền năng. Because God was with me at that time. Bởi vì Chúa ở cùng tôi trong lúc đó. Because He was with me at that time, He still was. He still with me today and still be with me tomorrow. Bởi vì Ngài ở cùng tôi trước đó và hiện nay và trong tương lai nữa. So I challenge you today, live a culture of faith. Cho nên tôi thách thức ông bà chị em hãy có một cái văn hóa của đức tin. Doesn't matter what happened to you. No, no, deep down your heart, God is with you. Dù bất kỳ chúng ta đang trải qua điều gì, nhưng mà tận trong tấm lòng của chúng ta hãy có một cái văn hóa đức tin đó. Because Paul said, God is with me, who can against me? Bởi vì ông Phaolô nói rằng nếu mà Chúa ở cùng tôi thì ai có thể nghịch cùng tôi? Cancer cannot against me. Ung thư không có nghịch với tôi được. Poverty cannot against me. Sự nghèo nàn cũng không có thể nghịch cùng tôi. Family problem will not against me. Chuyện mà trong gia đình cũng vậy, cũng không có thể mà nghịch lại với tôi được. Because God is with me. Bởi vì Chúa lắng với tôi. And He's still with me until the end of the earth. Và Ngài luôn ở cùng tôi đến tận cùng trái đất. Amen. Amen. The fourth culture. Văn hóa thứ tư. Love. Yêu thương. In love, you're able to forgive others. Trong tình yêu thương, chúng ta có thể tha thứ cho người khác. We accept one another. Tiếp nhận lẫn nhau. We honor one another. Tôn trọng lẫn nhau. We see other people more important than ourselves. Và chúng ta coi người khác tôn trọng hơn chính mình. Paul said we have to, we need to have the same mind as Jesus Christ. Paul nói rằng chúng ta phải có tâm trí giống như Đấng Christ. We have compassion for one another. Chúng ta có tấm lòng yêu thương nhau. We don't live a selfish life or a life of wrong thinking. Chúng ta không có đời sống mà ích kỷ hay là những tư tưởng xấu. We see other people more important than us. Chúng ta xem người khác quan trọng hơn chính mình. We concern about the benefit of others more than ourselves. Chúng ta quan tâm về những điều mà của người khác hơn là chính mình. This culture is a kingdom culture. Và văn hóa này đó là văn hóa của vương quốc Đức Chúa Trời. Because God is love. Bởi vì Chúa là tình yêu thương. He loves us and He forgave us and He even though we are against Him. Chúa là tình yêu thương cho nên Ngài tha thứ cho chúng ta và tha thứ luôn cho những người mà chống đối Ngài. So this culture is a culture we need to embrace for ourselves and we put that in our families and in our church. Và văn hóa này chúng ta phải đặt để trong chính đời sống riêng của chúng ta và đem nó vào trong gia đình của chúng ta nữa. And where you work, show that this culture is my nature. Và khi chúng ta ở chỗ làm cũng vậy, hãy đem cái văn hóa này giống như là một cái nét sống bình thường của chúng ta. Pray for the kingdom of God come to my workplace. Hãy cầu nguyện để vương quốc Đức Chúa Trời đến nơi tại chỗ làm của chúng ta. The peace of God, the joy of the Lord come to my workplace. Sự bình an, sự vui mừng của Chúa ở tại chỗ làm của mình. Because you are the kingdom of God. Bởi chúng ta là vương quốc Đức Chúa Trời. When Jesus disciple asked him, what is the kingdom of God? Khi môn đồ của Chúa hỏi Chúa Giêsu, vương quốc Đức Chúa Trời ở đâu? Jesus said, not here and there. Không phải chỗ này hay chỗ kia. It's inside of you. Nhưng mà ở trong mỗi chúng ta. And around you.
và xung quanh chúng ta nữa. Because the kingdom of God is in you, so where will you go? The kingdom of God must manifest that's around you. Bởi vì vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và bất kỳ nơi nào chúng ta đi thì nơi đó cái vương quốc của Chúa cũng đến nơi đó. That's why Jesus said you are the light of the world. Cho nên Chúa Giêsu nói chúng ta là ánh sáng của thế gian. Okay, that's mean the city on the hill cannot be hidden. Như cái ngọn đèn mà ở trên cái đầu núi không có bị che lấp. The city on the hill. Cái thành phố ở trên đầu không có bị che lấp. So you need to show your work in wherever you are to demonstrate the light of God. Cho nên là bất kỳ nơi nào chúng ta đi, chúng ta sẽ hành động. Bởi vì chúng ta là những người của vương quốc Đức Chúa Trời. We need to submit to the authority. Chúng ta phải vâng phục người cầm quyền. Submit to your father at home, your husband at home. Chúng ta vâng phục cha của mình cũng như là chồng của mình. Wherever there is a leader, we need to submit to that leader. Nơi nào mà có người lãnh đạo thì chúng ta phải vâng phục cái người lãnh đạo. Because God uses the leader to give us benefit. Chúa tạo những người lãnh đạo để ban phước lợi cho chúng ta. It was sometimes not good. Đôi lúc không có tốt lắm. So we have to show our compassion to others. Cho nên chúng ta phải đặt cái tấm lòng của chúng ta cho những người xung quanh chúng ta. Have mercy on others. Có sự thương xót với những người xung quanh. You need I live a life of meekness. Và đời sống khiêm nhường. So we can accept one another. Để chúng ta tiếp nhận lẫn nhau. If you are so proudful. Nếu chúng ta kiêu ngạo. Nobody want to live with us. Thì những người khác sẽ không muốn gần đến chúng ta. If we are so arrogant. Nếu chúng ta tự cao. Then it's very hard to live with others. Thì rất là khó cho chúng ta cũng hòa đồng với người khác. So we need to put ourselves in the place so other people can come to us. Chúng ta phải sống ở đời sống như thế nào để mà đem thu hút người khác đến với chúng ta. So we need to set the culture of love in our home, at home. Cho nên chúng ta phải có một cái văn hóa của tình yêu thương ở tại chính trong gia đình chúng ta. Forgive one another. Tha thứ lẫn nhau. Accept one another. Tiếp nhận nhau. Don't accuse one another. Đừng có chỉ trích một người đó. Don't complain. Đừng có mà phàn nàn. If you complain, people will run away from you. Nếu mà chúng ta tiếp tục phàn nàn thì người đó sẽ bỏ lánh xa chúng ta. Even though you are a beautiful girl, but if you complain so much, your husband will go to another woman. Dù chúng ta có thể là những người nữ rất là đẹp, nhưng mà chúng ta cứ phàn nàn hoài thì chồng chúng ta cũng sẽ đi theo người khác. Many men love an ugly woman more than his wife. Có nhiều ông thích những người đàn bà xấu hơn là vợ đẹp của mình. Because his wife talk too much. Bởi vì vợ nói nhiều quá. So, sit the mouth. Cho nên là hãy im lặng. Pray more. Cầu nguyện nhiều hơn. Speak nice words to people. Hãy nói những lời tốt lành cho những người xung quanh. Amen. Amen. Okay. So the kingdom of God must be demonstrated. Okay, demonstrate at home and in the church as well. Cho nên là vương quốc của Đức Chúa Trời phải thể hiện trong gia đình và trong hội thánh. So if our church we have a loving people. Nếu mà hội thánh có đầy những người yêu thương. And you are a lovable people. Và những người dễ thương. Who attract more people. Thì chúng ta sẽ thu hút nhiều người vào trong hội thánh. Amen. They come and they want to stay. Họ đến với hội thánh và họ muốn ở lại trong hội thánh. Because they see that you are the one who you are serious with God. Bởi vì họ nhìn thấy được cái sự mà nghiêm túc của chúng ta với Chúa. And they want to be like you. Và họ muốn giống như chúng ta. On my trip in America. Chuyến đi Mỹ vừa qua. I met many people I never met before. Tôi gặp những người mà tôi chưa từng gặp qua. They listen to my sermon online. Và những người đó đã coi cái bài giảng chính ở online. Listen to my sermons. Nghe những bài giảng của tôi ở trên online. And they said to me they are so blessed because of those teaching. Và họ nói rằng họ rất là được phước khi họ nghe những lời giảng đó. There is a particular pastor. Có một mục sư đặc biệt một mục sư này. He said to me, he upset with me.
Ông giận tôi lắm. Because when I promised him I will see him, but I didn't see him. Bởi vì tôi hứa rằng tôi sẽ gặp ông nhưng mà tôi không có gặp ông. The reason was because when I went to Vietnam and I cannot meet the people before my preaching. Khi tôi về Việt Nam thì thường là trước khi tôi giảng tôi không có gặp ai cả. And because there are certain security reason. Và có những cái điều mà như là an toàn. So this pastor feel upset and he said, "If pastor Phong don't help me, who can help me?" Thì ông này là rất là giận. Thì ông nói rằng nếu mà mục sư Phong không giúp tôi thì ai có thể giúp tôi được? Because many years before I prophesied over him. Bởi vì nhiều năm trước tôi đã nói tiên tri cho người này. At that time he was just a young pastor. Ở lúc đó thì ông là mục sư trẻ. And he just was not big. Và học thánh thì rất là nhỏ. And I prophesied over him, God will use you to preach over thousands of people. Và tôi nói tiên tri cho ông là ông sẽ giảng cho hơn ngàn người. And he hold on the word I prophesied over him. Và ông nắm chặt cái lời tiên tri mà tôi đã nói cho ông. So when crisis came and he lost himself. Và khi đang đề đến thì ông đánh mất chính mình. And he didn't know what to do and he looked forward to see him. Và ông không biết làm cách nào thì ông mong đợi sẽ gặp được tôi. And I was not there. Nhưng mà tôi không có ở đó. Thank God on my trip to America, I spoke to him and I cleared out about this. Và cảm ơn Chúa là chuyến đi Mỹ, tôi gặp được ông và giải quyết những vấn đề này. And I prophesied over him and he's so blessed. Và tôi nói tiên tri cho ông và ông được phước rất nhiều. I pray for you. Và tôi cầu nguyện cho ông. I encourage you to live a life inspires others. Tôi khuyến khích ông bà chị em là sống một đời sống mà khích lệ người khác. As a role model or someone who follows you. Là một người mà sống làm gương cho những người khác. Your life will be something that people look forward to. Đời sống của chúng ta là một đời sống mà nhiều người sẽ muốn nhìn tới nữa. Therefore, you need these four culture in your life. Cho nên chúng ta cần có bốn cái văn hóa này trong đời sống của chúng ta. Put God first. Đặt Chúa hàng đầu. Put the word of God first. Đặt lời Chúa hàng đầu. Faith in every situation. Đức tin trong mọi hoàn cảnh. And a culture of love. Và văn hóa của tình yêu thương. Whatever these people see you. Bất kỳ người ta gặp chúng ta như thế nào. Even though that you have so much problem in your life, you don't know how to solve your problem. Luôn cả trong lúc mà nan đề chúng ta rất là nhiều mà chúng ta không biết giải quyết cho riêng mình. You're able to smile and encourage people. Nhưng mà chúng ta vẫn cười và khích lệ người khác. Because our trust is not in men or in all other things, but in God. Nhưng mà bởi cái sự đức tin của chúng ta hay là sự tin tưởng của chúng ta không phải vào con người nhưng mà vào Đức Chúa Trời. The kingdom of God is not eating and drinking. Vương quốc của Đức Chúa Trời không phải là ăn uống. It's the righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Nhưng mà là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh. So I hope and I believe next time I see you. Và tôi mong đợi và hy vọng rằng kỳ tế tiếp mà khi tôi gặp ông bà chị em và những ai gặp ông bà chị em, there is peace in your life. Có sự bình an, joy in your life. Có sự vui mừng trong đời sống của mọi người. Amen. Đây là lời của Chúa mà chúng đây là vương quốc của Đức Chúa Trời mà chúng ta cần phải chúng ta đứng dậy và cầu nguyện. Father, Lord, we come before you. Lạy Cha, chúng con đến với Ngài. Thank you for the kingdom of God. Cảm ơn Cha cho vương quốc Đức Chúa Trời. Thank you, Jesus Christ, that you came to earth and died for our sin. Cảm ơn Chúa Giêsu Ngài xuống thế gian để chết cho tội lỗi chúng con. Through our faith, we can enter the kingdom of God. Bởi đức tin là chúng con bước vào vương quốc Đức Chúa Trời. We inherit the blessing of heaven. Và chúng con chiếm được tất cả những lời hứa của Chúa. I pray each one of us here today. Con cầu nguyện cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây. We put you first, Lord God. Đặt Chúa ưu tiên hàng đầu. When we come to worship, Lord God, we are serious to worship God. Khi chúng con thờ phượng thì chúng con thật sự nghiêm túc trong sự thờ phượng. When we come to the Word of God, we serious to study God's Word. Và khi chúng con học lời Chúa thì chúng con cũng nghiêm túc để học lời của Ngài. And we put the Word of God into practice. Và chúng con dùng lời Chúa và sử dụng và hành động. And doesn't matter what happened to us, Lord God. Bất kỳ điều gì xảy ra trong đời sống của chúng con. Our faith is built upon Jesus Christ. Những đức tin chúng con đặt để trên Chúa Giêsu. And because He is the Alpha and Omega.
Bởi vì Ngài là Alpha và Omega. He's never changed. Ngài không bao giờ thay đổi. Jesus never changed. Chúa Giêsu không bao giờ thay đổi. Therefore, we anchor our life in you. Cho nên chúng con mà đặt vào trong Chúa Giêsu. And Lord, I pray for each one of us here today. Và cầu nguyện cho từng người một của chúng con ngày nay. If any one of us is facing anything in life, they cannot solve. Nếu họ đối diện với nan đề mà chính họ không thể giải quyết được. I pray that when they put their faith in you. Khi họ đặt đức tin mình nơi Chúa. And they will not be disappointed. Thì họ sẽ không bị thất vọng đâu. Whoever calls for the name of Jesus. Bất kỳ ai kêu cầu danh Chúa. Will be saved. Sẽ được cứu. Hallelujah. Hallelujah. I pray that God will today to change our hearts. Con cầu nguyện mà bắt đầu từ ngày hôm nay, Chúa thay đổi tấm lòng của chúng con. Holy Spirit, I pray you be pushing your love in each one of us. Và cầu Chúa Thánh Linh Ngài thật để tình yêu của Ngài trong mỗi tấm lòng của chúng con. So we are a lovable people. Để chúng con trở nên những người dễ thương. We love our family members. Chúng con yêu những người trong gia đình của chúng con. We love our church members. Chúng con yêu những người trong hội thánh. We love those in our workplace. Chúng con yêu những người tại nơi chỗ làm của chúng con. And whoever we see, whoever we show these people, we are lovable. Và bất kỳ ai mà chúng con gặp, chúng con cũng bày tỏ cho họ chúng con là những người dễ yêu. Thank you, Holy Spirit. Cảm ơn Chúa Thánh Linh. Come now. Xin hãy đến. Fill us. Hãy đổ đầy chúng con. With your love, your joy, your peace. Bằng tình yêu thương, sự vui mừng và sự bình an của Ngài. And everything of God. Và tất cả những gì của Đức Chúa Trời. Take away all the fear, frustration. Lấy ra khỏi chúng con những sự sợ hãi, sự phân tâm. All anxiety. Sự lo lắng bất an. Anger. Giận dữ. Bad habits. Và tất cả những thói hư tật xấu. Give us a new life, Lord God. Hãy làm cho chúng con một đời sống mới. In Jesus' name we pray. Trong danh Chúa Giêsu chúng con cầu nguyện. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.